Trên thế giới cứ 3 người sẽ có một người mang những sở thích kỳ quặc. 10 triệu người thích xé vụn những mẫu giấy cho sự hài lòng hoặc chỉ để giải trí. Robot iLife thu gom những mẫu giấy, thu gom những muộn phiền của bạn. Có đến 35 triệu người thích mộng mị trở thành một nàng tiên cá. Robot iLife chắp cánh mọi ước vọng thành hiện thực. Cứ mỗi 3 cặp đôi sẽ có một cặp đôi có những sở thích đặc biệt, một hình thức cho sự thân mật của họ. Robot iLife chắp cánh cho mọi điều đặc biệt có thể được diễn ra. Bởi mỗi một robot hút bụi hoặc lau nhà từ iLife đều thích đắm chìm trong sự sạch sẽ.